Hello các bạn, hôm nay mình muốn làm một cái video follow up cái cặp bánh Giant SLR1 này. Mình đã mua ở bên anh Bình Cát Bụi. Thì nếu mà các bạn đã theo dõi cái channel của mình thì các bạn cũng đã thấy một số những cái video clip mà mình giới thiệu về cái cặp bánh này. Hôm nay mình muốn follow up nó bởi vì ngày hôm qua mình phát hiện ra một cái điều bất ngờ rất là đặc biệt của cái bánh trang này, cái bánh sao này. Bánh trước thì mình chưa nhìn ha. Lý do là gì? Lý do là ngày hôm mình chạy bánh, mình set up là cái guộc TBU, thì các bạn thấy là cái bánh này á, nó ăn cái guộc này rất là nhiều. Thì mình nghĩ là do cái tim dây này, cái tim này nó đi ở bên trong cho cái bánh này để mà trút lợt, nhưng mà mình xài TBU thì có thể nó cấn hay gì đó, nó làm xì lỗ bọt lên rất nhiều, và nó bị như các bạn thấy một số chỗ là nó bị teo bóp lại đó. Thì mình mua cái thay thế này về của hãng Tito để mà mình làm. Thì sáng ngày hôm qua mình tháo ra để mà mình đi lại á, thì mình phát hiện một điều rất là bất ngờ các bạn đó, là khi mà nhìn vô ở cái chỗ cái gần cái van của cái xe, thì mình thấy là ở đây là có cái sự xử lý, có cái bàn tay của anh pháp sư ở đây xử lý ở trên này. Bánh này ban đầu mình rất là ngạc nhiên, sau đó là mình nhìn kỹ lại mình thấy bánh này đã được xử lý các bạn. Như các bạn nhìn thấy ở đây nè ha, đây là đủ mình quay cho nó, thật sự mà nói là quay cho nó kỹ cho các bạn thấy nè ha. Thì ở chỗ này là ngay cái chỗ của cái lỗ bơm của cái xe các bạn đó. Thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây người ta đã đi, người ta đã làm lại, người ta đã chám lại chỗ này. Cái khi mình đi nhìn trong á, thì cái bên cái vành của bên này nè, nó hơi dày hơn một tí so với vành này các bạn đó. Ở chỗ này ha, thì cái lỗ câm của người ta nó bự như thế này nè, người ta đi rồi lỗ câm nó nhỏ lại, còn cái lỗ này là lỗ của câm, lỗ của cái vòi bơm lên ha. Đó thì nhìn ở bên ngoài các bạn sẽ thấy nhìn gần như là không thể nào mà phân biệt được, không biết được ha. Bên này cũng như thế ha các bạn đó. Thì chỉ có một cái nữa là cái màu của này nó hơi đặc biệt, ở đây dưới đây là nó có, nếu mà quan sát kỹ bây giờ mình sẽ thấy ở đây nó có sự chuyển tiếp của màu ra nè các bạn đó. Thì ở đây là cái vùng này người ta đã xử lý lại, nếu bạn nhìn ngoài nắng thì cái vùng này nó hơi ồ ồ một tí nè, có một số gân ở đây một tí nè. Nhưng mà khi mà bạn mua, bạn nhìn lên tổng thể thì bạn không thể nào biết được nè. Chỉ có người nào gắn tim trên cái này chắc chắn người ta biết được. Các bạn nhìn lại đây ha. Đó. Thì đúng là đây là bàn tay pháp sư ở chỗ này ha. Ok ha các bạn. Thì ở bên ngoài này đó, các bạn có thấy là không thể nào mà phát hiện được hết á. Bánh này như thế này. Chỉ khi nào các bạn mở cái dây tim này ra các bạn mới thấy, mà các bạn biết á, cái tim này á, mình nếu mà xài bình thường, mình nếu mình sao nó sẽ lắp túc lệch á, thì mình nghĩ bao lâu mình thay một lần, cả mấy năm đó, do mình xài cái guộc này nên mình lấy ra đó. Thì khi mình mua cái bánh này các bạn, là mình biết là bánh này đã xài rồi. Thì mình trên cái bài đăng của mình á, mình bên Cát Bụi á, là mình nói là bánh này nó là bao đâm, chỉ có chạy thôi, chỉ có chạy sướng thôi. Bao đâm ngã ha. Rồi khi đó mình cũng chat với Bình, thì mình nói là đã cho kỹ thuật viên kiểm tra bánh này không có vấn đề gì hết. Mình nói bánh này á, cái vành này á, là mình bán lại cho khách đó. Thì thật sự mà nói đó, khi nhìn vào đây đó, mình thấy rất là thất vọng, và mình cũng cảm thấy là cũng may mắn luôn các bạn, tại vì mình chạy cái bánh này á, thú thật đó, thì mình chạy cái đường nó cũng không có thật sự mà nói là nó còn ghề gồ hay cái đường nó phức tạp gì đó, mình chỉ chạy phần quanh lòng thôi các bạn. Cuối tuần mình mới chạy, thường mình chạy cuối tuần mình chạy một lần, và nhiều khi là có tuần lại không chạy nữa, nên là chạy là không nhiều các bạn đó. Nên là
may mắn là bởi vì sao? Bởi vì là mình chưa có bị tai nạn gì hết bởi cái bánh này. Đó, thì mình có chat với Bình rồi, thì Bình nói là sẽ nói chuyện với cái người gửi ban. Nhưng vấn đề ở đây đó là các bạn, cái bánh này á, là cái tiêm dây này á, đã được đi bởi bên kỹ thuật của các bụi. Mà khi mà bạn đi cái tiêm dây đó, bạn phải nhìn, tại vì bạn muốn canh nó ở giữa và bạn chắc chắn là bạn sẽ thấy. Nhưng mà mình cũng không muốn nói gì ở chỗ này hết. Đó, thì để mình tin tưởng là gì? Mình bên các bụi á, thì hiện giờ có gần đây những bài post thì bạn nói là từ bỏ xe đạp và chuyển qua là kinh doanh bia tươi. Đó, thì mình chúc bạn may mắn ở chỗ này và mình cũng tin tưởng ở bạn. Đó lý do tại sao mà mình mua của bạn, tại vì trước đó mình cũng mua cái bánh các bụi của bạn rồi, sau đó mình mới mua bánh này. Đó, rồi trên cái video của mình á, thì mình cũng review và recommend rất nhiều, khuyến khích anh em mua, tại vì mình cũng muốn ủng hộ các anh em business ở Việt Nam của mình trên cái ngành xe đạp này. Thật sự không nhiều. Đây là cái bài đăng của cái bài bán của Bình. Bình các bụi bán cái vành, cái bánh SR1 của Giant này ha. Các bạn đọc ở đây nè ha. Bánh chưa đâm đụng té ngã chỉ chay, ve dây giúp khách. Ok ha. Rồi, ở đây là cái đoạn mình chat để mà confirm về cái giá, coi nó như có bớt gì không ha. Rồi, ở đây là mình cũng kiểm tra lại là lúc bữa mình thấy bánh này bán rồi, sau đó được trả lại. Rồi cái là mình hỏi có lỗi, có issue gì không, thì bạn nói bao lỗi, anh cho thợ check hết rồi. Ok ha. Thì hôm qua là mình có report lại, mình chụp hình những cái hình của cái bánh này sau khi phát hiện ra. Đó, thì Bình confirm lại là bán này chỉ bán cho khách thôi. Mình phó chụp lại cái hình mà Bình nói là bao lỗi. Rồi, trước thì mình cũng nghe Bình nói là Bình học ở bên khoa học tự nhiên công nghệ thông tin. Thì mình cũng confirm lại thôi. Thì mình cũng biết là Bình nói thì là Bình nhỏ hơn mình 2 tuổi. Rồi, bánh này là mình chỉ chết dùm, chết bánh có bị cháo gì không, chứ dây lót đồ gì không tháo ra kiểm tra. Bình, cái câu này đó là chưa được chính xác hả Bình? Lúc mình qua mua đó là mình mua của em của bạn. Em bạn nói cái bánh này đã được thợ. Thợ ở đây đó là anh kỹ thuật viên mà lúc bữa em của bạn, anh bạn tên trên Zalo là Navi á, là nói là đã là kỹ thuật trưởng của bên Giant đó, đã đi dây lại của cái này ha, đi tiêm dây lại, nên bạn đó chắc chắn là phải biết ở chỗ này ha. Rồi, một số cái đoạn chat như thế này nữa. Rồi, bạn nói bó tay gì trên này đó, thì mình khẳng định lại cái đoạn này. Sau khi mình mua cái bánh này xong á, là khoảng khi mình gắn cái vỏ vào đó một tháng sau rồi gì đó, thì mình thấy là cái bánh á, nó quay nó hơi nặng ở chỗ cái cam đó, thì mình mang qua bên của bữa thứ bảy luôn, mang qua bên đó, bên của Bình đó, thì cái bạn kỹ thuật đó thì tháo ra canh chỉnh lại ở chỗ này, thì bạn đó cũng nói luôn, bạn nó vô mỡ bò rồi gì tùm lum ở trong bánh này hết ha. Đó, thì Bình có nói là để nói chuyện rồi gì thêm. Thì ở đây mình cũng khẳng định ở cái câu này, cái mình muốn nói ở đây là gì, cái mình nghĩ không ai mà vì cái bánh bị lỗi này bán để mất uy tín của mình đâu. Ở đây nó có vấn đề gì ở chỗ này, nhưng mà cái quan trọng là gì, bánh này Bình bán, mình mua của Bình, Bình ghi ở trên này có những cái khẳng định, những statement, và hiện giờ mình đã chứng minh nó là không đúng. Thì mình mong muốn là bạn có được những cái hành động, hướng xử lý thích hợp cho cái vấn đề này. Ok hả các bạn? Cảm ơn bạn.